10 cách đối nhân xử thế đỉnh cao giúp thay đổi cuộc đời. Thứ nhất, lời nhắc nhở khi ra quyết định. Con người thường phải chọn việc nào nên làm, việc nào nên bỏ mới có thể thành danh dựng nghiệp. Có một điều rất phổ biến là chúng ta thường làm rất nhiều việc không cần làm, không nên làm, những việc với tầm mắt hạn hẹp, thậm chí còn làm những việc tổn hại thiên lý, thất đức bất nhân. Vậy thì làm sao có thể bước trên con đường chính đạo? Chí ít, chúng ta cũng sẽ không còn thời gian, tinh lực để làm những việc lớn hay gánh vác đại sự. Đây không chỉ là vấn đề về phẩm cách đạo đức, mà là vấn đề phân biệt giữa người tốt và người xấu, cũng là trí thông minh, trí huệ mang tính căn bản. Những người tài năng thì thường rất giỏi bỏ bớt những việc không cần làm. Người mà việc gì cũng làm rất chăm chỉ, không phân lớn nhỏ, thì không thể có thành tích lớn lao. Thứ hai, lời nhắc nhở về việc tự biết mình. Người này có chút tài mọn, nhưng xưa nay không hề biết đại đạo, thì chút tài mọn này lại có thể hại chết bản thân họ. Thà làm người đại trí huệ giả ngốc, chứ quyết không làm kẻ tài mọn, ra vẻ ta đây hiểu biết. Người khôn vặt, có tài mọn, nếu thể hiện ra ngoài sẽ gây ấn tượng cho người khác, từ đó mà được giao phó trọng trách. Như vậy, giờ trò khôn vặt sẽ làm lỡ đại sự, còn thu hút sự chú ý của mọi người, dễ sinh chuyện thị phi. Người này dễ bị người khác đố kỵ, oán hận mà sinh dã tâm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hại mình, hại người. Thứ ba, lời nhắc nhở về việc ứng biến. Nên làm quan thì làm quan, nên từ chức thì từ chức, nên tiếp tục thì tiếp tục, nên lập tức rời đi thì hãy lập tức rời đi. Về cuộc sống hiện thực, cách nói này của Mạnh Tử khá linh hoạt. Cùng là thánh nhân, có bá gì làm được thanh cao như thánh nhân, cũng có y doãn, có thể gánh vác công việc của thánh nhân, lại có Liễu Hạ Huệ, làm được sự hài hòa của thánh nhân, và có Khổng Tử, thức thời như bậc thánh nhân. Trong những thời thế khác nhau thì cần có cách ứng xử linh hoạt khác nhau. Đây chính là hàm nghĩa của câu, thức thời như bậc thánh nhân. Thứ tư, lời nhắc nhở về suy xét sâu xa. Người biết cung kính sẽ không nhục mạ mọi người xung quanh. Người hiểu cách khắc chế bản thân sẽ không xâm phạm người bên cạnh. Lão Tử giảng về Tam Bảo, từ bi, cần kiệm, không đứng trước thiên hạ. Chữ kiệm này không chỉ là không xa hoa, lãng phí về vật chất, mà là sự khiêm nhường và biết kiềm chế bản thân về mặt tinh thần. Tức là khi làm quan, phải biết quý tiếc công sức, của cải của nhân dân, hành sự một cách thận trọng, trọng tu dưỡng và biết suy xét sâu xa. Khổng Tử và Mạnh Tử đều rất coi trọng thái độ, cử chỉ, lễ nghi và vẻ mặt của con người. Khổng Tử giảng sắc nan, tức là muốn thăm dò, thấu hiểu những biểu lộ trên khuôn mặt của một người, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng điều quan trọng vẫn là thái độ bản thân đối đãi với người khác, tức là những điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Học cách kiềm chế bản thân, quay trở về với lễ nghĩa, dẫn dụ thiên hạ, trở về với lòng nhân. Thứ năm, lời nhắc nhở về việc hướng nội, hoàn thiện bản thân. Nếu hành vi chưa thể đạt được mục đích dự tính ban đầu, thì ngược lại càng phải yêu cầu bản thân mình hoàn thiện hơn. Chỉ khi mình làm thật chính, thì thiên hạ mới thuộc về bạn. Những người như thế này quả thực không hiếm gặp. Khi làm lãnh đạo hay theo đuổi học vấn, kết bạn, mua bán, đọc sách mà gặp phải trắc trở thì sẽ vô cùng phẫn nộ mà oán trời trách người. Bản thân không thể làm lãnh đạo lại còn oán trách lãnh đạo của mình tố chất thật kém. Học vấn không vững vàng thì oán trách đồng nghiệp không biết nhìn người. Người cô quả thì oán trách bạn bè bất nghĩa. Việc mua bán không được toại nguyện thì oán trách thương gia. Đọc sách không thông thì oán trách tác giả hay thầy dạy. Nhưng oán trách cũng chẳng thể giúp gì cho con người. Những lúc như vậy, tốt nhất chúng ta nên dũng cảm, nhìn thẳng vào những thiếu sót của mình mà hoàn thiện bản thân thì tốt hơn biết mấy. Thứ sáu, lời nhắc nhở về cái tâm thuở ban đầu. Những người cao thượng là người không mất đi sự thuần khiết và chân thành thuở ấu thơ của mình. Một trong những đặc điểm của con người là vì yêu mến sinh mệnh mà hoài niệm,
mà tô điểm cho sự đơn thuần và chân thành thuở nhỏ. Tuy nhiên, người càng vĩ đại, quả thực lại càng là người giữ được sự đơn thuần trong nhân cách của mình. Thứ bảy, lời nhắc nhở về việc nói năng. Khi nói những điều bất thiện về người khác, nếu điều này mang lại phiền phức cho bạn về sau, thì bạn nên đối đãi như thế nào đây? Người hay than vãn thì người khác lại than phiền về họ. Người hay nói xấu người khác thì người khác sẽ nói xấu họ. Người hay giúp đỡ người khác thì thường được người khác giúp đỡ. Người yêu mến người khác thì người khác sẽ yêu mến họ. Nhưng vẫn luôn có người coi việc bới móc, ly gián, bồi nhọ, vu khống là nghề của mình. Lại càng có những kẻ bất tài vô dụng, nhẫn tâm coi những điều trên thành phương thức sống của mình. Nhưng ở hiền gặp lành có bao giờ sai? Hại người trước hóa ra là gieo mầm họa cho mình về sau. Thứ 8, lời nhắc nhở về lòng kiên trì. Một người kết thúc ở điểm lẽ ra không nên kết thúc, giữa đường đứt gánh, vứt bỏ sự nỗ lực của bản thân thì dễ nản chí, đánh trống bỏ rồi. Khổng Tử và Mạnh Tử đều rất coi trọng làm người, làm việc phải có thủy có chung, không nên bao giờ giữa chừng như câu, người đi 100 dặm thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường. Một việc mà bạn bao giờ giữa chừng cũng đồng nghĩa với việc có thể từ đó bạn sẽ không thể hoàn thành, không thể làm tốt nó. Vậy vì sao người như vậy tiến nhanh mà thoái cũng nhanh? Nếu đã đi được 90 dặm, bạn chỉ cần bước tiếp và vẫn cần một nửa sự nỗ lực nữa. Nhưng nếu đã đi được 90 dặm mà bạn không muốn bước tiếp nữa thì sao? Vậy thì cũng tương đương với việc bạn chẳng đi được bước nào, chẳng phải là đang thoái lùi quá nhanh hay sao? Bạn tiếp đón một người không chu đáo thì cũng như vừa chạm mặt đã từ chối đón tiếp người ta. Kết quả của việc tiếp đón không chu đáo cũng tương đương với việc không tiếp đón, mà hậu quả có khi biến đổi khôn lường, khắc nghiệt còn hơn cả việc từ chối tiếp đón người khác. Như vậy, chẳng phải là tiếp người tiến nhanh mà thoái cũng nhanh hay sao? Những người như vậy không thể gánh vác đại sự, khó có thể làm nên công trạng trong kiếp người. Thứ 9, lời nhắc nhở về việc hủy hoại thanh danh. Đôi khi bạn sẽ được nghe những lời tán dương và có được danh tiếng như dự liệu. Đôi khi bạn cũng sẽ gặp phải sự phỉ báng, công kích của búa rìu dư luận. Giữa hai sự việc thường tồn tại một mối quan hệ song song, thậm chí có thể là mối quan hệ nhân quả. Danh tiếng lẫy lừng cũng rất dễ đột nhiên chuyển hướng thành những lời đàm tiếu của dư luận. Trong lời này của Mạnh Tử còn đề xướng về nhân cách vững vàng của con người. Đừng quá để ý đến những điều người khác nói về bạn. Thấu hiểu một người là chuyện dễ dàng hay sao? Đặc biệt là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, khi đối mặt với những lời ca tụng quá sức tưởng tượng hay phỉ báng hà khắc của người đời, cũng cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng. Thứ 10, lời nhắc nhở về tâm thái khiêm nhường. Mang tài sản của hai đại gia Hàn Ngụy gộp cho một người mà họ vẫn khiêm nhường cẩn thận, vậy thì phẩm chất của người này đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần rồi. Nghịch cảnh là khảo nghiệm, hoàn cảnh thuận lợi cũng là khảo nghiệm, kim cương từ trên trời rơi xuống cũng là khảo nghiệm. Càng thăng quan phát tài, trở thành người quan trọng, công danh càng hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng năm châu bốn bể lại càng khó có thể giữ được mình bền lâu. Đây là thách thức lớn nhất. Nguyên nhân do đâu? Công danh hiển hách dễ khiến tầm nhìn con người trở nên hẹp hòi, lòng dạ kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì dễ gây thù kết oán với người khác, yêu sinh ra phúc, ghét sinh ra họa. Vậy chẳng phải là tự rước vạ vào thân hay sao? Vậy nên muốn được bình an, hạnh phúc bền lâu thì khiêm nhường là tố chất không thể thiếu của con người. Có nhiều lúc đời người là như thế, nói vài câu liền thay đổi, nghe vài lời liền chuyển tâm, nhìn một chút liền ghét bỏ, theo đuổi một chút liền chậm lại, đi một lúc liền rời rạc, yêu thương một chút liền lạnh nhạt, nghĩ một lúc liền thôi. Thời gian giết chết cảm xúc, ký ức, sự ấm áp và sự mạnh mẽ,
nhưng cũng có thể là phương thuốc xóa bỏ niềm đau, thất vọng và hồi sinh sức mạnh. Quan trọng vẫn là ở ta có thể dùng phương thuốc thời gian hiệu quả hay không. Có người từng nói rằng, phong cách thay đổi rồi, nhanh như chớp mắt, con người cũng thay đổi. Bởi vì thời gian vốn có sức mạnh không tưởng tượng nổi. Nó có thể nghiệm chứng lòng người, làm chứng cho bản chất con người, khiến bạn hiểu được thế nào là thật, thế nào là giả. Do đó, không có chuyện gì là không qua đi, chỉ có những người không thể thoát ra khỏi ký ức cũ. Quả thật, ban đầu bạn có thể lo lắng sẽ mất đi ai đó bên cạnh mình, nhưng bạn quên mất câu nói, sẽ có ai sợ mất đi mình. Đời người nỗ lực, trân trọng, không thẹn với lòng là được rồi. Đời người ngắn ngủi, không cần phải so đo với những thứ đã qua, không cần quá coi trọng được mất, thành bại. Bạn càng để tâm đến, càng đi lang thang giữa được và mất quá lâu thì sẽ lạc mất đường về. Nếu bạn xem nhẹ rồi, tâm rộng rồi, những thứ gọi là được mất chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi. Khoan dung là một dạng lý trí phản ánh sự tu dưỡng và khí độ của ta. Khoan dung với người khác thực chất cũng là cho tâm hồn mình một con đường rộng lớn. Những người hiểu thế nào là khoan dung thì cũng hiểu thế nào là sống vui vẻ. Có thể nói như thế này, được là phúc, bại là vận mệnh của mình. Đời người có hai chuyện quan trọng nhất. Thứ nhất là học cách lựa chọn, thứ hai là học cách từ bỏ. Vận mệnh của chúng ta phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bản thân mình. Tất cả những sự lựa chọn đều có nguy hiểm. Vì thế, mỗi sự lựa chọn đều phải trải qua một cái giá nào đó. Mấu chốt chính là thứ bạn muốn là gì. Bạn nguyện ý buông bỏ thứ gì? Buông bỏ không phải là nhận thua, cũng không phải là đầu hàng, mà là một sự lựa chọn quan trọng hơn cả. Những người không hiểu thế nào là buông bỏ thì không đưa ra được bất cứ lựa chọn nào. Lựa chọn và từ bỏ chính là ngã tư quyết định hướng đi của số phận.